mua về trồng sau khoảng 30 ngày đến 35 ngày là sẽ được những cái chậu hoa như thế này ạ. Đang ra hoa, hoa rất là sai hoa các bác nhá. Đấy, gốc không cần phải to quá đâu ạ. Đây, gốc rất là bình thường thôi. Gốc rất là trung bình thôi. Đây, và ra hoa này các bác thấy không? Rất là sai. Ra hoa rất là sai hoa, sai hoa, sai nụ các bác nhá. Và ra hoa liên tục luôn ạ. Khi đã ra hoa rồi, ra hoa liên tục luôn. Ra hoa quanh năm luôn. Và bên em có đủ 15 màu hoa cho các bác nhá. Bên em có đủ 15 màu hoa cho các bác lựa chọn xanh, đỏ, tím, vàng nhá. Bác nào mà có nhu cầu đặt hàng thì chỉ cần đặt để lại số điện thoại hoặc là inbox trực tiếp cho em. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện và tư vấn cho các bác. Gốc thì như em đang cầm trên tay đây nhá, khi mà gửi hàng cho các bác là nhà vườn đã xử lý kích hoa, kích rễ, kích nụ rồi. Đây là các bác chỉ cần sẵn trồng thôi ạ. Các bác chỉ cần làm đất tơi xốp và trộn đất với cả phân trâu bò ải này. Các bác trồng lấp cho em kín gốc ạ. Lấp kín gốc cho em đến đây ạ. Đấy, và mình tưới nước đầy đủ hàng ngày thôi ạ, chứ không cần phải chăm sóc cầu kỳ quá đâu ạ. Gốc hồng ngoại nhà em thì là gốc này đã được 1 năm tuổi rồi. Khi mà các bác nhận hàng về là trồng là sau khoảng 1 tháng, 1 tháng đến 35 ngày thì đấy là sẽ có hoa các bác nhá. Màu hoa thì rất là đẹp ạ. Rất là nhiều màu, đa dạng màu sắc cho các bác lựa chọn. Và bông to, cánh dài các bác nhá. Bông to, cánh dài như em đang cầm trên tay đây. Bác nào mà có nhu cầu đặt hàng thì cứ inbox trực tiếp cho bên nhà vườn nhá. Cứ inbox trực tiếp cho nhà vườn và các bác chọn màu nào thì nhà vườn sẽ gửi màu cho các bác. Và bên em sẽ có nhân viên là tư vấn nhiệt tình cho các bác về màu hoa và cách chăm sóc ạ. Đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp cho bên em nhé. Cái gốc hồng ngoại này là bên em đã xử lý kích rễ kích màu hết rồi, nên các bác mình trồng là cứ yên tâm là đảm bảo sống 100% ạ. Sống và ra hoa 100% sau khoảng 35 ngày trồng ạ.